quý vị, thị trường các loại hàng hóa cơ bản trên thế giới như vàng và dầu năm nay được dự báo sẽ có nhiều biến động, và những biến động này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào? Ngay sau đây thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Paul Hausnell, là trưởng bộ phận nghiên cứu thương mại hàng hóa của ngân hàng Standard Chartered, nơi gần đây đã phát đi một số dự báo về biến động giá cả hàng hóa thế giới trong năm nay và năm sau. Mời quý vị theo dõi. We are talk about that the some important commodities for Vietnamese. Generally speaking. Thưa ông, chúng ta đã nói về các tác động của giá cả một số hàng hóa cơ bản lên kinh tế Việt Nam. Trong đó, ông có nói rằng giá vàng sẽ tăng lên trở lại vào năm 2016. Nhưng khi nào giá vàng sẽ ảnh hưởng lên kinh tế chúng tôi và sẽ ảnh hưởng ra sao ạ? Chúng tôi nghĩ giá vàng sẽ tăng nhẹ một chút trong năm nay, và điều đó một phần cũng do đồng đô la có thể sẽ mạnh lên vào nửa cuối năm 2016. Và cũng vì chúng tôi không nghĩ lãi suất của Mỹ sẽ tăng nhiều trong thời gian tới, đó chính là sự hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Ngoài ra, nhu cầu tích trữ vàng vẫn còn khá lớn ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây cũng là yếu tố góp phần giữ giá cho kim loại quý này. Vậy ý ông là vàng không có ảnh hưởng gì nhiều lên kinh tế Việt Nam? Tôi không có nghiên cứu nào xác định được mức độ ảnh hưởng của biến động giá vàng lên kinh tế Việt Nam. Nhưng nếu so với ảnh hưởng từ giá dầu, thì tác động của giá vàng chỉ là rất nhỏ. Chỉ có các cá nhân nắm giữ nhiều vàng thì chắc sẽ chịu ảnh hưởng nào đó khi giá vàng biến động mà thôi. Vậy biến động của giá vàng có thể tác động ít nhiều, làm thay đổi dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hay không ạ? Tôi nghĩ những ảnh hưởng này cũng rất hạn chế thôi và hãy còn rất xa mới tác động lên kinh tế Việt Nam. Trong một nhận định mới đây của mình, ông cũng có nói dự báo năm 2017 tới, giá dầu mới có bước hồi phục rõ nét. Có phải ông có ý muốn nói rằng kinh tế Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với một năm khó khăn nữa do giá dầu thấp không? Giá dầu theo tôi sẽ ít ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam hơn năm ngoái. Ngay từ đầu năm 2016, chúng ta đã chứng kiến những ngày giá dầu thế giới bật tăng khá mạnh. Chúng tôi nghĩ giá dầu có thể hồi phục trở lại, thậm chí có thể đạt mức 60 đô la Mỹ một thùng vào nửa cuối năm nay. Chúng tôi dự báo vào nửa cuối năm nay, sản lượng khai thác dầu toàn cầu sẽ giảm dần, không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều khu vực sản xuất dầu thô lớn khác trên thế giới. Trong hội thảo vừa qua ở Việt Nam, các chuyên gia từ ngân hàng Standard Chartered cũng có nói là kinh tế Việt Nam có sự nâng đỡ lớn từ khu vực doanh nghiệp nước ngoài. Vậy điều gì sẽ xảy ra đến cho khu vực này khi giá dầu xuống thấp, thậm chí là dưới 30 đô la Mỹ một thùng? Trước tiên, tôi không nghĩ kịch bản này sẽ diễn ra. Mức giá hiện nay ở các nước sản xuất dầu lớn đã thấp lắm rồi. Rõ ràng là nếu hiện tượng này kéo dài sẽ gây áp lực lên tất cả các nền kinh tế nói chung trên thế giới, trong đó có ngân sách của Việt Nam. Dù sao thì chúng tôi cũng không nghĩ tình trạng giá dầu thấp sẽ kéo dài thêm. Thế còn với các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam thì sao ạ? Liệu họ có chịu ảnh hưởng tương tự như doanh nghiệp của nước ngoài khi giá dầu thấp hay không? Nếu giá dầu thấp, tất nhiên sẽ có một số khu vực doanh nghiệp được hưởng lợi, có thể là nhóm doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, nhóm hàng không. Trong khi đó, nhiều khu vực doanh nghiệp khác lại phải chịu tác động tiêu cực. Và khi giá dầu càng giảm sâu, thì số doanh nghiệp đắc lợi cũng như những doanh nghiệp bị tổn thương sẽ càng nhiều lên rõ rệt. Vâng, xin cảm ơn ông về những trao đổi vừa rồi.